Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa bà con trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, do chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam nên khu vực vịnh Bắc Bộ vào sáng sớm sẽ nhiều mây và có sương mù dày, làm giảm tầm nhìn xa của các phương tiện. Ban ngày sương tan, trời giảm mây và có nắng nên ủng hộ hơn cho việc lưu thông của tàu thuyền. Với vùng biển dọc các tỉnh thành miền Trung, từ Quảng Trị trở vào cho đến Ninh Thuận, thời tiết chỉ có mưa ở vài nơi, ban ngày trời nắng. Cường độ gió khoảng cấp 4 cho đến cấp 5, các hoạt động trên biển của bà con ngư dân có thể diễn ra bình thường. Còn ở phía Nam, lưu ý là vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, tại đây gió đông bắc vẫn mạnh cấp 5 đôi lúc cấp 6, biển còn động gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải. Vùng thời tiết xấu được dự báo sẽ duy trì ở khu vực Nam Biển Đông. Tình trạng nhiều mây cùng với những cơn mưa rào và rông vẫn xảy ra, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Do vậy, bà con cần lưu ý khi cho tàu thuyền di chuyển qua khu vực này. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió tiếp tục thổi theo hướng Đông Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 3 cho đến cấp 4, nên tình trạng biển ổn định. Độ cao sóng không vượt quá 1 m Tuy nhiên lưu ý là vào thời điểm đêm và sáng sớm, trời sẽ nhiều mây và có sương mù xuất hiện, làm hạn chế tầm nhìn của các phương tiện tàu thuyền. Ban ngày tình trạng mây và sương mù sẽ giảm hẳn, đồng thời trời có nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyến tàu ra vào các đảo. Nền nhiệt trong 3 ngày tới tại đây phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 25 độ. Tương tự vậy, vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cũng chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam khoảng cấp 3 cho đến cấp 4, cùng sóng biển chỉ cao từ 0,5 cho đến 1 mét, nên không gây cản trở đến việc lưu thông của tàu thuyền. Đêm và sáng trời có nhiều mây và có sương mù, bà con cần lưu ý khi cho tàu thuyền hoạt động vào thời điểm này. Xuống đến vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, Tại đây thời tiết tốt, ban ngày trời nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng, khả năng chiều tối và đêm trời chuyển nhiều mây và có mưa rào nhẹ cục bộ ở vài nơi. Cường độ gió khoảng cấp 4, sóng cao dưới 2m. Các tàu thuyền có thể lưu thông và hoạt động bình thường trên vùng biển này. Tiếp theo mời quý vị và bà con cùng đến với vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận, bao gồm đảo Phú Quý. Dự báo từ nay cho đến những ngày đầu tuần sau gió vẫn duy trì hướng đông bắc với cường độ khoảng cấp 4 cho đến cấp 5. Tình trạng biển bình thường có lúc động nhẹ cùng với độ cao sóng từ 1 cho đến 2 mét. Thời tiết chỉ có mưa ở vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km nên ủng hộ cho hoạt động đánh bắt gần bờ cũng như là xa bờ của bà con ngư dân. Đối với vùng biển dọc các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, bao gồm Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai khu vực này vẫn duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 5 cho đến cấp 6, nên vẫn xảy ra tình trạng biển động và sóng biển tiếp tục duy trì ở mức từ 2 cho đến 3 mét. Do vậy, các tàu đánh cá nhỏ, thuyền thúng câu mực của bà con ngư dân tuyệt đối không ra khơi để đảm bảo an toàn. Theo nhận định thì từ thứ hai tuần sau, gió Đông Bắc sẽ giảm xuống còn khoảng cấp 4 cho đến cấp 5, tình trạng biển sẽ dần ổn định trở lại. Chuyển sang vùng biển ở phía Tây, khu vực từ Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Trong 2 đến 3 ngày tới, cường độ gió chỉ khoảng cấp 3 cho đến cấp 4 nên tình trạng biển bình thường và sóng biển cao dưới 1,5 mét. Tuy nhiên về chiều tối khả năng những đám mây đối lưu sẽ xuất hiện gây mưa rào và rông cho khu vực này. Đến với Vịnh Thái Lan, khá tương đồng với vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, nơi đây cũng duy trì tình trạng sóng gió không mạnh. Tuy nhiên, về thời điểm chiều và tối, khả năng trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và rông xảy ra nên bà con cần lưu ý. Quay trở ra về khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, tại đây trong 2 cho đến 3 ngày tới, gió thịnh hành hướng Đông Bắc với cường độ khoảng cấp 4 cho đến cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2 m Thời tiết khá ổn định, trời ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải diễn ra. Xuống đến khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, gió cũng thổi theo hướng Đông Bắc và cường độ chỉ khoảng cấp 4, đôi lúc cấp 5 trong hôm nay và ngày mai. Từ thứ hai tuần sau, gió sẽ hoạt động yếu hơn nên sóng cao dưới 2 mét. Những cơn mưa rào và rông chỉ xảy ra thoáng qua nên nhìn chung ít gây trở ngại đến việc lưu thông của tàu thuyền. Bà con ngư dân có thể ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây. Tại đây, gió thịnh hành hướng Đông Bắc với cường độ khoảng cấp 4, đôi lúc cấp 5. Tuy nhiên, thời tiết xấu được dự báo là vẫn còn tiếp diễn trên khu vực này. Tình trạng nhiều mây cùng những cơn mưa rào và rông sẽ khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Do vậy, bà con ngư dân cần lưu ý khi cho tàu thuyền đi qua khu vực này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại!